Vừa qua, Sở Giao thông Vận tải đã trình lên Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội xem xét 11 dự án đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông, trong đó có dự án mở rộng đường láng chiều dài 3,8 km với đề xuất tổng mức đầu tư hơn 21.000 tỷ đồng. Trước phương án mở rộng đường láng, người dân cũng bày tỏ những quan ngại nếu như việc mở rộng đường ảnh hưởng đến hàng cây xà cừ lâu năm ở giữa trục đường láng. Đấy, giờ tiếc em bảo chồng bao nhiêu năm mới được mấy hàng cây, bây giờ mà chặt đi như này thì đúng là chết nắng. Cũng tiếc thật chứ. Nhưng mà thôi, bây giờ nhà nước người ta làm đường thì mình cũng phải chịu hy sinh thôi chứ biết làm nào. Chạy khu này chắc được 1-2 tháng. Thì giống kiểu chuẩn bị đến mùa hè thì mình chạy qua đường nhiều ấy. Nếu ở những khu vực không cây thì nó rất chi là nóng. Nếu mà làm đường lại mà chặt hết cây thì khu này sẽ nắng nóng tợn đấy ạ. Theo đó, Phó Giáo sư Tiến sĩ Vũ Anh Tuấn, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Giao thông Vận tải Việt Đức, Trường Đại học Việt Đức cho rằng sẽ có nhiều phương án để mở rộng đường láng mà không ảnh hưởng đến hàng cây. Nếu như mở rộng mà không mà giảm thiểu nhà dân thì phải chặt cây để mở một vài làn đường ở trên cái giải phân cách hiện nay đang trồng cây. Nếu mà mở về phía nhà dân thì không nhất thiết phải chặt cái hàng cây xà cừ đi. Chỉ có điều là phải giải phóng mặt bằng, phải đền bù thôi. Rất lớn, tiền đấy rất lớn, lớn gấp rất nhiều lần so với chi phí xây dựng. Còn theo kiến trúc sư Trần Huy Ánh, Ủy viên Thường vụ Hội Kiến trúc sư Hà Nội, việc mở rộng đường láng cần có sự nghiên cứu kỹ lưỡng để không gây ra những xung đột về mặt lợi ích trong phát triển giao thông. Khi mà đứng trước những cái dự án mà phát triển giao thông thì chúng ta phải đặt nó ở trên một cái tích hợp nhiều lợi ích. Ở đây chúng ta đang nói việc mở đường và hàng cây. Chúng ta thấy rằng là ngay trong khi đặt bài toán cân nhắc thì việc mở rộng đường cũng có nghĩa rằng là phải chặt cây đi. Thì đấy là xung đột về mặt lợi ích. Tức là nếu mà chỉ lợi ích cho xe ô tô đi nhanh, trong khi đó là môi trường sống trong đô thị kém đi thì chúng ta phải cân nhắc. Sở Giao thông Vận tải cũng đã tính toán các yếu tố kỹ thuật, thoát nước, môi trường, hiệu quả đầu tư, hạn chế đến mức thấp nhất ảnh hưởng tới người dân trong khu vực dự án. Đặc biệt, có phương án để ưu tiên bảo tồn hàng cây xà cừ lâu năm nằm trên giải phân cách. Theo kế hoạch, dự án sẽ được lấy ý kiến rộng rãi của các chuyên gia, nhà khoa học, người dân, đặc biệt là người dân nằm trong vùng tác động của dự án.